Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung ở trong cái chương trình bổ trợ kiến thức toán lớp 6 của Vina Study, chương trình số 2 của chúng ta. Và cái chương trình này của chúng ta thì sẽ được xây dựng là từ 18:30 bắt đầu chúng ta sẽ phát sóng, được thế nào? 18:30 phát sóng nhá. Vào tối tư hàng tuần, được thế nào? Vậy thì ở trong cái nội dung số 2 như này thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta hai cái vấn đề. Vấn đề số 1 ở đây. Vấn đề 1. Được chưa? Vấn đề 1. Tìm số tự nhiên N. N thỏa mãn điều kiện trên. Được chưa? Tìm số tự nhiên N thỏa mãn cái điều kiện trên hết, được chưa? Thì ở trong này thì chúng ta sẽ có chú ý ta có như sau. Ta có liên quan đến trên hết này, cái số tự nhiên A này. Số tự nhiên A nha. Cái này cần nhớ này, một là số tự nhiên A nó chia hết cho số tự nhiên B. Cho số tự nhiên B. Khi mà nó tồn tại một số tự nhiên k khác không, khi tồn tại một số tự nhiên k là khác không, sao cho a nó bằng k nhân b, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ có a là bội của b, được chưa? Và b là ước của a, được chưa? Những cái phần kiến thức như này là sẽ thuộc vào kiến thức cơ bản của chúng ta trong sách giáo khoa. Còn lưu ý cái vấn đề số 2 ở đây nó liên quan đến cái tính chất chia hết, được chưa? Tính chất chia hết của tổng này, hiệu này. Các con cần chú ý. Bây giờ thầy sẽ cho các cái số A, B. Cho ba số là A, B và M. Nó thuộc vào cho các cái số A, B, M. Nó thuộc vào cho A, B, M. Nó sẽ thuộc vào đâu nhỉ? Thuộc vào N sao đi. Được chưa? Nếu này, nếu A chế cho M, B chia cho M, thì ta sẽ có là A cộng B chia cho M và A trừ B nó sẽ chia cho M, được chưa? Nếu như số A chia cho M và số B chia cho M thì tổng của hai số này nó sẽ chia cho M và hiệu của nó cũng sẽ chia cho M, được chưa? Thì đó là về vấn đề đầu tiên. Thì đối với vấn đề như này chúng ta sẽ có một số các cái bài tập áp dụng như sau, được chưa? Các bạn lưu ý như sau. Chúng ta sẽ tìm cái số tự nhiên N sao cho. Có ví dụ này. Tìm số tự nhiên N sao cho có A. Được chưa? N cộng 5 nó chia hết cho N. Được chưa nào? Đây là câu A. Câu B. 2 lượng 7 chia hết cho n cộng 1. Đó. Tiếp theo là câu C. 3n cộng 2 nó chia hết cho n trừ đi 3. Được chưa nào? Thầy sẽ có cái 33 cái câu này. Đó là chúng ta sẽ tìm cái số tự nhiên n này, nó thỏa mãn cái điều kiện chia hết, được chưa? Vậy thì bây giờ đối với các cái câu A, B, C thì thầy hướng dẫn làm câu A và câu B và câu C, các bạn sẽ cùng nhau comment kết quả xem nó như thế nào nhé. Với cái câu N cộng 5 của chúng ta chia cho N, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ có câu A như sau. Ta có này. Ta có là N cộng 5 là nó chia cho N, đúng không? Và đề bài rõ ràng rằng là N bắt buộc là nó phải chia cho N, đúng không? N cộng 5 là chia cho N là đề bài cho. Cái thứ hai là n chia cho n là điều đương nhiên.
Vậy thì lúc này các con sẽ lấy hiệu của nó đi, là n cộng 5 trừ n, nó sẽ chia hết cho n, có đúng không? Vậy thì lúc này là 5 chia hết cho n. Khi mà 5 chia hết cho n thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Khi 5 chia hết cho n thì chúng ta sẽ có được như sau. Khi 5 chia hết cho n thì chúng ta sẽ có được đó là n nó sẽ thuộc vào ước của 5, đúng không? Mà ước của 5 thì nó sẽ bằng 1 và mấy? 1 phần 5. Đó, thì đó là cái câu A của chúng ta. Tiếp theo, bây giờ các bạn sẽ làm vào câu B. Câu B đó là 2n cộng 7 chia hết cho n cộng 1. 2n cộng 7 nó chia hết cho n cộng 1. Được chưa nào? Thì với 2n cộng 7 chia cho n cộng 1 thì đây là đề bài cho. Được chưa? Với đề bài cho như này thì các con sẽ có được đó là n cộng 1 thì nó phải chia hết cho chính nó. Có đúng không? Tiếp theo nữa là bây giờ thầy sẽ nhân 2 vào đây. Nhân 2 vào đây. N cộng 1 chia cho n 1. Vậy bây giờ chúng ta nhân 2 vào thì cái việc chia hết nó là cái điều đương nhiên. Vậy thì bây giờ ta gọi là 2n cộng 7 nó sẽ chia hết cho n cộng 1. Được chưa? Tiếp theo là n 1 thì thầy nhân vào là bằng 2n cộng với mấy? Cộng 2, nó sẽ chia hết cho n cộng 1. Có đúng không? Vậy rõ ràng ở đây là a chia hết cho m và b chia hết cho m. Ta sẽ gọi rằng là a cộng a trừ b nó sẽ chia cho m, đúng không? Tức là chúng ta phải trừ đi này, cho cái hệ số đây là đang là 2n, là hệ số đang là 2n này, đây là 1n này. Đó, thì bây giờ muốn trừ cho nó mất đi thì chúng ta phải đưa cái hệ số này về nó cùng là 2. Bởi vì 2 trừ 2 là nó sẽ hết đi n. Có đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ có này, ta có là 2n cộng 7, được chưa? Trừ đi 2n cộng 2. 2n cộng 7 trừ đi 2n cộng 2 nó sẽ như thế nào? Nó sẽ chia hết cho n cộng 1. Thế các bạn sẽ có được cái điều gì? 2n cộng 7, 2n trừ 2n hết nhá. 7 trừ đi 2 là còn 5, nó sẽ chia hết cho n cộng 1. Vậy thì n cộng 1 nó phải thuộc ước của mấy? Ước của 5. Được chưa nào? Bằng 1 và 5. Được chưa? Thầy viết lên này nhá. Khi n cộng 1 bằng 1 thì n bằng mấy? Suy n nó thuộc mấy? 0 và 4. 0 cộng 1 thì bằng 1, 4 cộng 1 thì bằng 5. Vậy n của chúng ta nó sẽ có hai giá trị là 0 và 4. Được chưa? Nào, câu C thì chữ nhanh một chút nhá. Các bạn lưu ý này. Câu C ta có như sau. 3n cộng 2 nó chia hết cho n trừ 3. Có đúng không? N trừ 3 dĩ nhiên một điều là nó sẽ chia hết cho n trừ 3. Vậy lúc này chúng ta có được như sau. Ta có là 3n cộng 2 chia hết cho n trừ 3. Được chưa? Tiếp theo nữa là 3n cộng 2 chia cho n trừ 3 này. Vậy 3 nhân với n trừ 3 nó sẽ chia cho n trừ 3 luôn. Có đúng không? Chúng ta nhân 3 lên. Tại sao nhân 3? Tại vì chúng ta sẽ cân bằng hệ số ở đây để nó bằng nhau. Vậy lúc này ta có là 3n cộng 2 nó sẽ chia cho n trừ 3. Tiếp theo là 3n trừ 9 nó sẽ chia cho n trừ 3. Có đúng không? Đó. Vậy thì lúc này các con đã thấy một điều rằng chúng ta đã cân bằng được các cái hệ số như này. Được chưa nào? Chúng ta cân bằng được các cái hệ số như này. Được chưa? Vậy thì lúc này với cái điều kiện chúng ta cân bằng được các hệ số như này rồi thì ta sẽ có được như sau. Lấy 3n cộng 2 trừ đi 3n trừ 9 chắc chắn nó sẽ chia cho n trừ 3. Đúng không? 3 trừ 3 hết. 2 này trừ này, mà trong đấy lại còn trừ 9 một số, trừ một hiệu, đúng không? Quy tắc bỏ trong ngoặc thì nó sẽ là bằng 11 chia hết cho n trừ 3. Đúng không? Vậy thì lúc này các bạn sẽ có là n trừ 3 nó sẽ thuộc ước của mấy? Ước của 11. Tức là nó bằng 1 và 11. Được chưa? 1 và 11. Vậy thì bây giờ ta sẽ lập bảng như sau. Các bạn có lập bảng cho nó dễ. N trừ 3 của chúng ta, n 1 11 thì nó bằng 4 và 14. Đúng không? Vậy thì
N của chúng ta nó sẽ thuộc vào đâu? 4 và 14. Được chưa? Đấy, N nó sẽ thuộc vào 4 và 14. Được chưa nào? Ok. Nào bây giờ thầy sẽ có ví dụ tiếp theo như sau nào. Chứng minh rằng câu A, tích của nhá, hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia cho 2. Câu B, tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nó sẽ luôn chia cho 3. Được chưa? Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì nó sẽ luôn chia cho 3. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ lúc này các bạn sẽ lưu ý như sau. Ta có này, giải. Trước khi đi giải cái bài toán này thì thầy nói luôn, ở đây là một trong những cái phần bài tập trọng tâm chúng ta không bao giờ được quên ở trong cái phần kiến thức toán lớp 6 liên quan đến số học. Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp luôn luôn chia cho 2, và tích của 3 số tự nhiên liên tiếp luôn luôn chia cho 3. Ví dụ như tối hôm qua các bạn học Zoom lớp 6.1 ấy, là đã lát nữa ca sau là chúng ta là các bạn Zoom 6.1 học hình. Được chưa? Học hình thì học liên quan đến số nguyên tố, chứng minh một cái biểu thức của chúng ta là số nguyên tố, đúng không? Thì nó liên quan đến cái này, liên quan đến chia hết. Và liên quan đến chia hết thì chúng ta phải luôn luôn mặc định được là tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia cho 2, và tích của ba số tự nhiên liên tiếp thì nó sẽ luôn chia cho 3. Được chưa? Vậy thì sẽ chứng minh như sau. Câu A, ta có như sau này. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp ở đây nó là A nhân với A cộng 1 đi, với ở đây ta gọi là A thuộc vào N sao, khác không? Đúng không? Thì với số tự nhiên của chúng ta liên tiếp ở đây, à số tự nhiên N thuộc N sao thì nó phải là 1, 2, 3, 4, đúng không? Thì đó, lúc này các con nhìn thấy một điều rằng A của chúng ta nó sẽ có hai trường hợp, một là A chẵn và hai là A lẻ, đúng không? Đã là số tự nhiên, khác không thì nó sẽ có hai trường hợp, một là số chẵn, hai là số lẻ. Vậy trường hợp 1, A chẵn suy ra A chia cho 2. Vậy thì khi A chia cho 2 thì cái tích A nhân với A cộng 1, các con lưu ý nhá, thầy viết liền cho nó là nhân nhá, nó sẽ chia cho 2. Đó, A chẵn. Thì hôm nay các bạn sẽ có rằng là A nhân A cộng 1 nó sẽ chia cho 2. Trường hợp 2, nếu như A mà là bằng lẻ thì có phải là A cộng 1 nó bằng chẵn không? Đúng không? A bằng lẻ thì A cộng 1 của chúng ta nó sẽ là bằng chẵn. Vậy thì khi A cộng 1 bằng chẵn thì các con sẽ có được là A cộng 1 nó sẽ chia cho 2. Đúng chưa? Và khi A cộng 1 chia cho 2 rồi thì tích A nhân với A cộng 1 nó đương nhiên là nó phải chia cho 2. Được chưa? Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được, vậy đó chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Được chưa? Cái điều chúng ta phải chứng minh đó là với mọi số tự nhiên A khác 0 thì lúc này chúng ta sẽ luôn luôn có được là tích của hai số tự nhiên tiếp thì nó sẽ luôn chia cho 2. Còn cái trường hợp A bằng 0 thì cái tích này bằng 0 thì nó chia hết cho mọi số là cái điều đương nhiên rồi. Được chưa? Các bạn chép vào đi. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái câu B. Là thầy sẽ chứng minh cho các bạn là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì nó luôn chia cho 3. Ở trong cái câu B như này, đề bài yêu cầu rằng là chứng minh tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì nó luôn luôn chia cho 3. Được chưa? Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì nó luôn chia cho 3. Đó. Vậy thì bây giờ một số tự nhiên chia cho 3 thì nó sẽ có những trường hợp như sau. Một số tự nhiên chia 3 thì nó sẽ có các cái trường hợp này. Các bạn chú ý nhá. Một số tự nhiên chia 3. À, bây giờ một số tự nhiên bất kỳ tự nhiên chia cho 3 này thì nó sẽ có trường hợp 1, thứ nhất là chia hết cho 3,
đúng không? Thì nó phải là 0, 3, 6, 9, vân vân. Thì đây là những số tự nhiên mà nó chia cho 3, đúng không? Tiếp theo của chúng ta ở đây nữa là gì? Tiếp theo là bây giờ là những cái số tự nhiên mà nó chia cho 3 dư 1, đúng không? Chia 3 dư 1. Chia 3 dư 1 thì nó chính là bằng số những cái số là 1 này. Thế nào? 4 này. 7 này, đúng không? Đây là những cái số chia 3 dư 1. Chia 3 dư 2. Được chưa? Thì nó phải là những cái số như nào? 2, 5, 8, 11. Đây là những số chia 3 dư 2. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có câu B như sau. Giải nào. Ở đây thầy sẽ gọi tích của 3 số tự nhiên liên tiếp. Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp ở đây là, được chưa nào? Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp ở đây nó sẽ là như sau. Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nó sẽ là bằng A nhân A cộng 1 nhân với A cộng 2. Khi viết liền như này là chúng ta sẽ hiểu nó là chấm là nhân nhá, đúng không? Với A thuộc vào N sao. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có các cái trường hợp như sau. Trường hợp 1 là A chia cho 3. Khi A chia cho 3 thì một thừa số chia cho 3, thì những thừa số còn lại nó cũng sẽ chia cho 3. A nhân với A cộng 1 nhân với A cộng 2 ở đây nó cũng sẽ chia cho 3, đúng không? Trường hợp 2 là A chia cho 3 mà lại dư 1. Thì khi A chia cho 3 dư 1 thì A chúng ta có thể viết dưới dạng là A nó bằng 3K cộng 1, đúng không? Bởi vì 3K chia cho A này, 3K chia cho 3 này, 1 chia 3 dư 1, thì A của chúng ta viết dưới cái dạng là bằng 3K cộng 1. Các con chú ý nhá. Khi một số tự nhiên chia cho 3 dư 1 thì nó sẽ viết dưới dạng 3K cộng 1. Ví dụ như là bây giờ như cái số 4 này, số 7 này, số 7 thì nó bằng 3 nhân 2 cộng 1, đúng không? Đó. Thì khi mà A nó bằng 3K cộng 1 thì chúng ta sẽ có được một điều là A cộng 2 nó sẽ là bằng như sau. A cộng 2 của chúng ta ở đây nó sẽ là bằng, A cộng 2 ở đây thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? 3K cộng 1 cộng 2, tức là bằng 3K cộng 3 chia cho 3. Thì bây giờ cái số A cộng 2 này nó chia cho 3 rồi, dẫn đến một điều là tích của nó là A nhân A cộng 1 nhân với A cộng 2. Cái số này nó chia cho 3 rồi này, cho nên cái tích này nó sẽ chia cho 3. Được chưa? Trường hợp thứ 2. Trường hợp tiếp theo ở đây là trường hợp thứ 3, là A chia cho 3 dư 2, đúng không? Thì A của chúng ta ở đây nó sẽ bằng 3K cộng 2. Được chưa? A ở đây nó sẽ bằng 3K cộng 2. Vậy thì bây giờ khi A nó bằng 3K cộng 2 thì A cộng 1 dĩ nhiên nó phải là bằng 3K cộng 2 cộng 1 bằng 3K cộng 3. 3K cộng 3 thì nó sẽ chia cho mấy? Chia cho 3. Thì từ đó chúng ta sẽ có được đó là A nhân với A cộng 1 nhân với A cộng 2 nó sẽ chia cho 3. Được chưa? Đây là điều chúng ta phải chứng minh. Được chưa? Hai cái bài như này, hai cái ví dụ A và B như này, bạn nào không hiểu chúng ta phải làm đi làm lại, cố gắng làm sao cho hiểu, bởi vì đây là những cái phần kiến thức rất quan trọng mà chúng ta dùng rất nhiều ở trong chương trình số học lớp 6. Số học nói chung và số học lớp 6 nói riêng. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang đến vấn đề số 2 ở trong cái chương trình bổ trợ kiến thức toán lớp 6. Được chưa nào? Chương trình của Vina Study, chương trình số 2 của chúng ta. Được chưa? Vậy thì ở trong cái phần như này, các con cần lưu ý như sau. Thầy sẽ có vấn đề số 2 ở đây. Vấn đề số 2 đó là ở trong cái vấn đề này, chúng ta cần phải biết cách là liên quan đến số nguyên tố hợp số. Được chưa? Đã biết thế nào là số nguyên tố này, số nguyên tố hợp số, được chưa? Và phân tích một số mà nó thành tích
của các thử số nguyên tố. Được chưa? Số nguyên tố này, hợp số đây, phân tích một số thành tích của các cái thử số nguyên tố. Được chưa? Vậy thì ở đây các bạn cần lưu ý là có như sau. Một, số nguyên tố của chúng ta là những cái số như nào? Là nào? Số nguyên tố nó sẽ là những số tự nhiên lớn hơn 1. Được chưa? Là những số tự nhiên lớn hơn 1. Chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Được chưa? Tập hợp các cái số nguyên tố là tập hợp các số nguyên tố là P của chúng ta, P hoa nhá. Nó bao gồm này, 2 này, chấm phẩy này, 3 này. Được chưa? 2 chấm phẩy 3 chấm phẩy 5 chấm phẩy 7 11 12 13 17. Đúng không? 23 Được chưa? Được chưa nào? Vậy thì bây giờ tập hợp các số nguyên tố P của chúng ta nó là 2 3 5 7 11 17 và 23. Đó. Thì lúc này chúng ta nhận xét một điều rằng đó là cái số 2 của chúng ta là số nguyên tố bé nhất. Nhận xét số 2 là số nguyên tố bé nhất. À, ở đây giữa chúng ta sẽ có số 13 nữa nhỉ. Số 2 của chúng ta nó sẽ là số nguyên tố bé nhất. Được thế nào? 11 này, 13 này, 17 này, 19 này, 23. Được chưa? Đó. Số 2 của chúng ta nó sẽ là số nguyên tố là bé nhất. Và số 2 này là số nguyên tố chẵn duy nhất. Được chưa? Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Chưa? Số 2 của chúng ta nó sẽ là số nguyên tố chẵn duy nhất. Thì cái dấu hiệu số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất thì sẽ thường được dùng ở trong các bài toán chứng minh liên quan đến số nguyên tố. Được chưa? Cái này nó sẽ thường được dùng này. Thường dùng. Đó. Chúng ta sẽ nhận xét tiếp như sau. Đó là các số, tất cả các số nguyên tố còn lại đều là số lẻ. Được chưa? Lưu ý, tất cả các số, tất cả các số nguyên tố, nguyên tố còn lại của chúng ta, còn lại nó đều là số lẻ. Được chưa? Tất cả các số nguyên tố còn lại của chúng ta thì nó đều là số lẻ. Được chưa nào? Đó. Thì đây nó là gì? Đây nó chính là cái phần lý thuyết của chúng ta. Cái vấn đề số 2 ở đây, thầy ghi luôn lý thuyết là hợp số. Hợp số, được chưa? Hợp số. Hợp số, vậy thì bây giờ hợp số nó sẽ là những số tự nhiên lớn hơn 1. Là những số lớn hơn 1. Được chưa? Hợp số thì nó sẽ là những số tự nhiên lớn hơn 1. Nó có nhiều hơn 2 ước, đúng không nào? Có nhiều hơn 2 ước. Đúng không? Thì đến đây chúng ta lại có cái bài toán. Có cái bài toán. Đó, tức là chứng minh
một cái số A là hợp số. Đấy, thì chính là cái nội dung mà ở trong cái lớp Zoom tối hôm qua các bạn học, được chưa? Bây giờ thầy hướng dẫn cho chúng ta một cái bài toán cực kỳ quan trọng ở trong cái nội dung như này, đó là phân tích một số thành tích hoặc là bằng tích. Đấy, phân tích một số, được chưa nào? Bây giờ các bạn cần chú ý cái dạng bài tập này, dạng bài tập nha. Bài tập đó là phân tích một số nó thành tích thì nó bằng tích của các thử số nguyên tố, thì gọi là tích của các nhau. Đúng không? Thì các cái thử số nguyên tố của chúng ta là những cái thử số nào? 2, 3, 5, 7. Đúng không? Thì chúng ta cần phải lưu ý rằng ở đây là lưu ý nè. Lưu ý nha. Các cái thử số nguyên tố thì nó là đâu? 2, 3, 5, 7. Thầy có ví dụ như sau. Phân tích các cái số sau. Được chưa? Phân tích các cái số sau thành tích các thừa số được chưa? Phân tích các cái số sau mà nó thành tích các cái thừa số nguyên tố, được chưa? Phân tích các cái số sau thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì đối với các cái số mà nó thành tích các thừa số nguyên tố thì các bạn cần lưu ý như sau. Ta có ví dụ nhân sau A nó là 1.000 này, được chưa? B nó là 1.500 đi, đúng không? C nó là 270 chẳng hạn. Thôi được rồi, phân tích cái số bé thôi, 100, 150, 270 chẳng hạn, được chưa? Thì ở đây thì hướng dẫn cho chúng ta cái phân tích, chúng ta sẽ phân tích bằng cái sơ đồ cây, được chưa? Ở trong sách giáo khoa thì các bạn có thể phân tích bằng sơ đồ cây hay sơ đồ cột, thì mấy cái sơ đồ này nó không quan trọng. Mấy cái sơ đồ này thì nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta làm đúng hay không ấy. Ta gọi này, 100 ở đây. 100 nhá. Thì nó tích thành nó bằng này. 2 x 50. 50 thì bằng 2 nhân tới mấy? 25. 25 thì bằng mấy? 5 x 5. Có đúng không? Vậy thì rõ ràng ở đây là chúng ta có được cái điều gì? Rõ ràng ở đây là chúng ta thấy một điều như sau. Các bạn thấy này. Ta có được đó là 100 ở đây. 100 nào. Nó sẽ là bằng 100 của chúng ta ở đây nó sẽ là bằng 2 nhân 2 nhân 5. Thì nó sẽ là bằng 2 mũ 2 nhân với lại là 5 mũ 2. Đấy. Tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ có phân tích tiếp như sau. Tương tự như thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp với thầy. Các cái số như là 150 và 270. 150 thì nó bằng bao nhiêu và 270 thì nó bằng bao nhiêu? Được chưa nào? Nào ta gọi như sau nào. 150 thì nó bằng 2 nhân 75. 75 thì nó bằng mấy? 5 nhân với 15. 15 thì nó bằng 3 nhân mấy? 3 nhân 5. Đúng không? Vậy thì bây giờ các con sẽ có được đó là 150. Bây giờ chúng ta sẽ viết từ cái thừa số bé viết lên, được chưa? Nó sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 5 nhân 5. Tức là nó sẽ bằng 2 nhân với 3 nhân với 5 mũ 2. Được chưa? Thì đó là chúng ta đã viết được 150. Nó bằng tích của các cái thừa số nguyên tố. Được chưa? Ok, xong nha. Tiếp theo 270 thì nó bằng bao nhiêu? Chúng ta cũng sẽ tách thành 2. Thì nó bằng 2 nhân 135
135. 135 thì nó sẽ là bằng 5 nhân 27. 27 thì nó bằng 3 nhân 9. 9 thì nó bằng 3 nhân với 3. Đó. Thế kiểu phân tích như này là chúng ta sẽ phân tích theo cái sơ đồ cây. Vậy thì các con sẽ có rằng là 270 nó sẽ là bằng 2 này. Được chưa? Nhân với lại là 123 này. 3 nhân 3 nhân 3. Nhân với 5 này. Được chưa? Thì nó bằng 2 nhân với 3 mũ 3 nhân với 5. Đó. Thì cái việc như này là chúng ta đã xử lý được dưới cái dạng ở đây là số 270 nó bằng tích của các cái thừa số nguyên tố. Được chưa nào? Các bạn phân tích tiếp với thầy cái câu này nào. Một nghìn hai trăm tám mươi, được chưa? Nào các bạn lưu ý như sau, ta có này, 1280 thì nó bằng bao nhiêu? 1280 thì nó bằng 10 này nhân 128 đi, thầy viết thế này được không? OK, 10 ở đây thì thầy sẽ viết thành bằng 2 nhân 5, đúng không? Thay vì một cây là bây giờ thầy thành 2 cây. Thằng này 128 thì nó bằng 2 nhân 64, 64 thì nó bằng 2 nhân 32. 32 thì bằng 2 nhân 16, 16 thì bằng 2 nhân 18, 8 thì bằng 2 nhân 4, 4 thì nó bằng 2 nhân 2. Đúng không? Vậy ta đếm xem có bao nhiêu số 2. 1 số 2, 2 số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số 2. Đó. Vậy thì nó sẽ là bằng 2 mũ 8. 2 mũ 8 nhân với 5. Được chưa? Thì đây nó chính là cái nội dung của chúng ta ở trong cái phần như này. Được chưa? Đây chính là nội dung của chúng ta trong cái phần này. Và ở trong cái buổi hôm nay thì thầy muốn cũng chúng ta nắm vững cho thầy cái phần liên quan đến là phân tích một số thành tích các cái thừa số nguyên tố. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai đó là tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì nó sẽ luôn chia cho 2, và tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì nó sẽ luôn chia cho 3. Được chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ có hỏi ví dụ tiếp theo như sau. Hỏi này, cho một cái số A ở đây nó bằng P bình phương cộng P cộng 2, đúng không? Hỏi A là số nguyên tố, số nguyên tố hay A là hợp số? Được chưa? A của chúng ta nó sẽ là số nguyên tố hay A nó sẽ là hợp số? Được chưa nào? Nào các bạn chú ý nhá, ta chứng minh như sau. Giải nào. Ta có này, cái P bình phương này này cộng với P này, nó sẽ bằng P nhân với P cộng 1. Được chưa? Nó bằng P nhân với P cộng 1. Ở đây là với thầy mở ngoặc thêm, nó là với là P của chúng ta nó thuộc vào N sao đi. Được chưa? Thêm cái điều kiện là P của chúng ta nó thuộc về N sao. Thì bây giờ P bình phương cộng P thì nó bằng P cộng 1, thì nó chính là bằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Của hai số tự nhiên liên tiếp. Thì khi nó là tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì chúng ta sẽ có được một điều, đó là P nhân với P cộng 1 nó sẽ chia cho 2. Đúng không? Đó. Mà cái gì? Mà này, 2 nó lại chia cho 2. Nó lại chia cho 2. Thì dẫn đến một điều, có phải là P nhân với P cộng 1 cộng với 2 nó phải chia cho 2 không? Có đúng chưa? Anh này chia cho 2 rồi, anh này chia cho 2 rồi thì dĩ nhiên là cái tổng này nó phải chia cho 2. Vậy chúng ta sẽ có được cái điều gì? Suy ra ta có này, A của chúng ta ở đây nó bằng P bình phương cộng P cộng 2 là nó chia cho 2, là cái điều đương nhiên là chúng ta vừa mới chứng minh được rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là cái số A của chúng ta nó bằng P bình phương cộng P cộng với 2, nó sẽ lớn hơn mấy? Nó sẽ lớn 2. Nó vừa chia cho 2 và nó vừa lớn hơn 2, thì lúc này chúng ta hoàn toàn kết luận được, vậy A nó sẽ là gì? A nó sẽ là hợp số.
Được chưa? A của chúng ta ở đây nó sẽ là hợp số. Ok, ở trong cái chương trình Vina Study Math của chúng ta ở đây, bổ trợ toán, bổ trợ kiến thức toán lớp 6, số 2 chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối tư tuần sau lúc 18:30. Được chưa? Ok, thầy xin chào các bạn nhé.